Cùng với toàn thành phố, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày tiêm chủng phòng chống COVID-19 toàn dân trên địa bàn huyện Hòa Vang sáng ngày 15 tháng 9 đã sẵn sàng. Theo đó, huyện Hòa Vang có 20.000 người dân được tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này, tập trung vào nhóm đối tượng tuổi từ 50 đến 65, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người dân trong vùng xanh của vùng vàng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, huyện Hòa Vang đã chọn 2 điểm tiêm là trường trung học cơ sở Trần Quang Khải, xã Hòa Sơn, phục vụ nhân dân các xã Cánh Bắc và trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Phong, phục vụ nhân dân các xã Cánh Nam và Cánh Đông. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày tiêm chủng đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch và an toàn sau khi tiêm. Đặc biệt, người dân nằm trong diện tiêm chủng được nhận tin nhắn SMS thông báo ngày giờ cụ thể. Đối với các trường hợp già yếu hoặc không sử dụng điện thoại thì địa phương phát hành giấy mời gửi đến từng trường hợp. Mỗi điểm tiêm như đó là thiết lập các cái mái che để giãn cách người dân là ngồi theo từng khu vực, và mỗi khu vực như đó là thực hiện là 2 bàn tiêm để tránh lây nhiễm chéo với nhau trong quá trình mà thực hiện mũi tiêm. Được cái sự quan tâm của nhà nước, của thành phố quan tâm đến những người dân, mình thấy cũng sung sướng và tự tin của bản thân mình nhiều.